Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình đang có mặt ở Ninh Thuận. Khi nhắc đến đặc sản của Ninh Thuận thì không thể nào không nhắc đến những trái nho căng mọng. Sẽ không quá khó khăn để chúng ta có thể tìm thấy được những vườn nho tại Ninh Thuận để tham quan. Nhưng tuy nhiên, để chọn ra một vườn nho chất lượng thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một làng nho nổi tiếng nhất ở Ninh Thuận này, đó chính là làng nho Thái An. Ở làng nho Thái An thì có vô vàn những vườn nho, và hôm nay mình vào vườn nho Khang Thịnh của người dân ở đây, vì mình thấy chị chủ vườn nho này rất là vui vẻ, hiền lành. Bạn chưa từng đến Ninh Thuận thì sẽ hỏi làng nho Thái An Ninh Thuận nằm ở đâu, thì làng nho Thái An nằm cách trung tâm thành phố Phan Giang Tháp Chàm khoảng chừng 30 km về hướng bắc. Làng nho Thái An thuộc địa phận thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Và điều đặc biệt là làng nho Thái An nằm trên cung đường 702 nối tỉnh Ninh Thuận với Khánh Hòa. Đây là một trong những cung đường đèo ven biển đẹp nhất tại Ninh Thuận. Cũng chính vì nằm trên cung đường 702 nên làng nho Thái An nằm khá gần các địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, chẳng hạn như Hang Giái. Tí nữa sau khi tham quan vườn nho, mình sẽ đi ra phía ven biển, và ngay sau phía ven biển nhìn về bên tay trái, các bạn sẽ thấy được khu du lịch Hang Giái. Ngoài khu du lịch Hang Giái thì còn có Hòn Đỏ, Hòn Trông, Suối Lô Ô và rất là nhiều địa điểm tham quan khác ở trên cung đường 702 này. Điều này giúp ích rất nhiều cho các bạn, sẽ khiến các bạn dễ dàng hơn trong việc di chuyển đến các địa điểm du lịch khác khi tham quan làng nho Thái An. Làng nho Thái An được biết đến là một trong những làng nho xuất hiện lâu đời nhất tại Ninh Thuận.
Nơi đây được gọi là viên ngọc xanh của vườn quốc gia Núi Chúa, bởi lẽ có diện tích trồng nho tại đây chiếm khoảng 270 ha, chiếm tới 1/4 tổng sản lượng nho tại tỉnh Ninh Thuận. Đến với làng nho Thái An thì các bạn có thể tìm hiểu được thêm về các giống, các loại nho được trồng tại đây. Nhưng tuy nhiên có hai loại nho chính được trồng ở nơi đây chính là nho xanh và nho đỏ. Thì hôm nay vườn nho xanh còn chưa đến vụ thu hoạch nên mình và các bạn sẽ cùng nhau tham quan vườn nho đỏ. Sau khi tham quan vườn nho đỏ thì mình sẽ đi vòng ra đằng sau để tham quan các vườn nho xanh. Nho đỏ và nho xanh là hai loại nho giúp mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho người dân tại nơi đây. Và như các bạn đang cảm nhận thì khi đặt chân đến làng nho Thái An, các bạn sẽ được đắm mình vào những khu vườn ngập tràn nho. Nhìn đâu cũng thấy nho, xung quanh bốn bề đều chỉ có nho và nho. Các bạn có thể thỏa sức chụp hình với những chùm nho chín mọng hoặc những chùm nho ngón tay tươi xanh, dài có khi tới cả hơn 20 cm. Và các bạn có thể tự tay cắt, tự tay lựa những trái nho tươi ngay trên giàn để thưởng thức, cũng như là mua mang về. Người dân trồng nho tại thôn Thái An cũng rất thân thiện và hiếu khách, vì thế các bạn sẽ không phải tốn bất kỳ chi phí tham quan nào khi đến thăm vườn nho. Không chỉ không mất phí mà các bạn còn được thưởng thức những cốc xì dầu nho với đá và trái tắc mát lạnh, thơm ngát và vô cùng ngọt ngào. Ngoài ra các bạn còn được thưởng thức thêm những món như là mứt nho, rong biển hay mứt táo, đó như là một món quà để đón khách cũng như quảng cáo những sản phẩm của làng nho Thái An này.
không chỉ ngắm nhìn thưởng thức mà với các bạn yêu thích cây cảnh và muốn có cho mình một cây nho chịu quả trong vườn nhà thì các bạn cũng có thể tham khảo các loại nho tại nơi đây thông qua các người dân trồng nho. Làng nho Thái An là như thế, luôn có những điều thú vị và hấp dẫn du khách mỗi khi ghé đến tham quan. Và những điều đó cũng tạo nên sự khác biệt phần nào giữa những vườn nho tại Ninh Thuận với những vườn nho ở thôn Thái An này. Mỗi vườn nho ở Thái An sẽ kéo dài trong chu kỳ khoảng 4 tháng, có nghĩa là một năm sẽ được 3 vụ. Cứ vườn nho này sẽ gối đầu vườn nho kia. Khi vườn này chín thì vườn kia bắt đầu trổ hoa đậu quả. Thế nên gần như các bạn có thể tới đây tham quan quanh năm. Nhưng mùa đẹp nhất thì vẫn vào khoảng từ tháng 4 cho đến tháng 10. Vì khoảng thời gian này Ninh Thuận đang trong mùa nắng đẹp, thích hợp để đi tham quan và du lịch. Được nói, ông trời chẳng tiệt đường sống của ai bao giờ. Mình cảm nhận đúng là như vậy. Với vùng đất nắng gió như ở nơi đây, tưởng chừng chẳng có loại cây, loại hoa nào có thể mọc được, thì lại mọc lên những vườn nho chịu quả quanh năm. Bên cạnh đó, đất ở đây còn rất thích hợp để nuôi những chú dê, như các bạn đã thấy đâu đó trên đường khi di chuyển tới đây. Và video ngày hôm nay là tất cả những thông tin về làng nho Thái An. Mình rất mong video của mình có thể đem tới cho các bạn những giờ phút vui vẻ, thư giãn, những thông tin thú vị và bổ ích. Và video ngày hôm nay cũng chuẩn bị tạm dừng rồi. Mình rất mong các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình, giúp mình đi được nhiều hơn, đi được xa hơn, làm được nhiều video hơn, mang lại nhiều giá trị tích cực cho cuộc sống hơn. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.